nhằm kịp thời tiếp sức và hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân trong các khu cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh đoàn Kiên Giang đã phát động chương trình chuyến xe nghĩa tình Hành trình kết nối yêu thương, kêu gọi đóng góp nguồn lực từ các tổ chức cá nhân. Chỉ sau vài ngày phát động, chuyến xe nghĩa tình đầu tiên đã được khởi hành, chở theo hàng tấn hàng hóa đến các huyện để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19. Đây là chương trình lần đầu được tỉnh đoàn Kiên Giang phát động và tổ chức nhằm mục đích gửi gắm những tình cảm, những tấm lòng chia sẻ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh gửi đến bà con vùng bị cách ly y tế. Ngay sau khi phát động, chương trình đã nhận được sự ủng hộ rất tích cực của các cá nhân, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chuyến xe nghĩa tình này nó có ý nghĩa rất là lớn. Thì trước mắt nó nhằm thể hiện cái tinh thần xung kích tình nguyện cũng như là muốn góp một cái phần nào đó trong cái việc mà giải quyết về cái vấn đề lương thực, đặc biệt là đối với những cái khu vực cách ly rồi những cái người dân mà chịu ảnh hưởng của cái tình hình dịch bệnh. Chuyến xe nghĩa tình đầu tiên mang thông điệp hành trình kết nối yêu thương đã chở theo 2 tấn gạo, 600 kg rau củ quả và 200 thùng mì gói với tổng trị giá gần 40 triệu đồng do các cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đóng góp gửi tặng cho bà con khu vực dùng cách ly y tế trên địa bàn các huyện Châu Thành, Gò Quao và Vĩnh Thuận. Sau khi tiếp nhận số hàng hóa này, huyện đoàn các địa phương sẽ phân phối đến các khu cách ly, khu vực phong tỏa và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian sớm nhất. Những phần quà này thì bản thân sẽ phân phát cho đến những bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những người mà bị cách ly, có gia đình, tại nhà thì không mua được cái nhu yếu phẩm. Trên địa bàn Hoa thì cái khu vực cách ly á, thì tổng cộng là 117 hộ, trong đó thì có là gần 500 khẩu, đó thì xã đoàn Hoa cùng với các mạnh thường quân cũng đã hỗ trợ và giúp đỡ bà con. Đó là những cái món quà hết sức là ý nghĩa và thiết thực. Chúng tôi sẽ dùng vào những cái món quà của tỉnh đoàn trao tặng vào những việc như là hỗ trợ cho các bếp ăn từ thiện để nấu những suất ăn là vừa ngon và vừa là miễn phí để phục vụ cho các cái bà con khó khăn đang bị cách ly và điều trị trong các khu tập trung. Từ khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh, tỉnh đoàn Kiên Giang đã nhanh chóng triển khai các hoạt động nhằm kêu gọi sự ủng hộ để hỗ trợ kịp thời cho lực lượng tuyến đầu và đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi đã lên kế hoạch vận động và sẽ hỗ trợ cho huyện Châu Thành, huyện Vĩnh Thuận và huyện Gò Quao thì với tổng số kinh phí thực hiện là 40 triệu thì trong cái đợt 1. Thì trong thời gian tới thì ban thường vụ tỉnh đoàn như là ban thư ký ban hội tỉnh sẽ cố gắng tiếp tục vận động các cái mạnh thường quân để làm sao trong cái thời gian giãn cách này và trong thời gian tới sẽ hỗ trợ được nhiều hơn các cái đối tượng cần được hỗ trợ. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Kiên Giang tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để chương trình chuyến xe nghĩa tình, hành trình kết nối yêu thương tiếp tục lan tỏa, góp sức chung tay cùng với xã hội chăm lo cho đời sống của bà con tại các khu cách ly tập trung, các khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh.